sống rất là khỏe. Trẻ con nó nhanh. Hôm nào cháu bảo đúng là ngày xưa mẹ bướm con nó bảo ghê đúng không? Bảo đúng không? Chị bảo mấy kỳ cân bay họ còn có mấy bảo bảo là ăn thừa mắt ăn mấy cháo đánh phật thừa. Chị bảo là ăn thơm. Còng tay nó kíp vào. Ngon vậy. Ăn một bữa bột như thế nó lại dễ ăn hơn cháo nó thích ăn đây. Tức là mình ninh xương. Xong sau đó là chị cất cái nước xương vào trong tủ. Ui giời ơi. Cho ăn bột lươn hôm để ăn bột thịt bê hôm để ăn bột cá hôm để ăn bột thịt bê. Cái đấy không ăn được mà. Cái đấy không ăn được. Cái đấy không ăn được. Đúng rồi, thằng Dũng đứa bé chưa? Trong một trăm chậu ấy.